Nhiều tuổi rồi, ông bảo tôi đấu cái này với con nha đầu này. Ông ác quá đó. Mã lão gia đã nhường rồi. Mã hiền đệ, ông muốn làm đại quản gia ở Đỗ phủ, nhưng năng lực lại không bằng quản lý Tịnh Kỳ. Chỉ có thể nói miếu nhỏ chúng tôi không chứa được vật lớn như ông rồi. Đành phải xin lỗi mà thôi. Ông cứ đợi đó mà xem. Ông không chết yên ổn đâu. Cứ đợi đó, Mã Thúc, thông thả nha. Đỗ lão gia, cuộc tuyển chọn đại quản gia có thay đổi bất ngờ. Chọn đi chọn lại, hết đại quản gia để chọn rồi. Chẳng lẽ ông làm phiền chúng tôi một lần nữa, còn muốn chúng tôi đến lần nữa sao? Kim hội trưởng, ông quá lo rồi. Cha, nếu hôm nay không chọn ra được, hay là cứ để Phú Quý làm tiếp chức đại quản gia của Đỗ phủ đi. Cha thấy thế nào? Dựa vào cái gì chứ? Vừa nãy Đông Phương Tịnh Kỳ thắng Mã Vạn Niên, theo lý mà nói nên để Đông Phương Tịnh Kỳ làm chức đại quản gia. Nói đúng không? Đúng rồi, nói rất có lý. Đúng, đúng vậy, không sai. Cha, Đỗ phủ từ trước đến nay chọn đại quản gia đều là chọn nam không chọn nữ, không thể phá quy tắc này. Cái gì mà không phá chứ? Ai đặt ra cái quy tắc dớ dẫn này? Cha đặt. Minh Hải, nói cái gì vậy? Minh Giang, Minh Hải, cha hỏi các con là chọn tài năng hay chọn nam nữ quan trọng? Cha, tổ huấn đương nhiên không thể đổi, nên chọn Vương Phú Quý. Đông Phương Tịnh Kỳ, 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 Vương Phú Quý. Khoan đã, tôi cho rằng đáp án của câu hỏi đầu tiên này nên là 211 Đồng Đại Dương, chứ không phải là 204. Quản lý Đông Phương, tôi không phải kế toán, nhưng vừa nãy tôi cũng tính ra đáp án, chính là 204 Đồng Đại Dương. Quản gia, quản gia, tôi cho rằng quản gia không chỉ quản tiền mà còn phải biết quản lượng. Ký Dương huyện núi nhiều sông nhiều nhưng ít ruộng, vốn dĩ gạo bán rất tốt, nhưng bây giờ 3 tấn gạo này không chỉ bán ở Ký Dương huyện mà để các cửa hàng gạo ở thôn xã trực tiếp đến lấy hàng chia ra bán. Như vậy chưa đến 2 tháng sẽ bán hết số gạo này, như vậy sẽ tiết kiệm 7 đồng đại dương. Tiền kho 1 tháng không phải là lợi nhuận sao? Cho nên tôi nói đáp án nên là 211 Đồng Đại Dương. Giỏi, giỏi quá, giỏi quá, giỏi quá. Mọi người yên lặng, yên lặng. Đông Phương Tịnh Kỳ tài trí hơn người. Đông Phương Tịnh Kỳ tài trí hơn người. Đỗ lão gia, suy tính cho thương nghiệp của Ký Dương, ông bỏ Quách đi rồi. Luật lệ chọn nam nữ quản gia của Lỗ kia, mạnh dạn dùng nữ quản gia. Đúng rồi, đúng rồi, nữ quản gia, nữ quản gia, coi như là phá cái cũ, xây cái mới, cống hiến cho sự phát triển của chủ nghĩa tam dân. Nói đúng lắm. Mọi người yên lặng, yên lặng. Vậy tôi sẽ nghe lời Kim hội trưởng. Cha, bây giờ tôi tuyên bố Đông Phương Tịnh Kỳ là đại quản gia 5 năm tới của Đỗ phủ. Được, được. Nữ quản gia này thật là lợi hại, tuổi trẻ tài cao. Được, được, được. Tuổi trẻ tài cao, đúng là nữ trung hào kiệt rồi. Không thua kém nam giới. Giỏi, giỏi. Minh Hải, con qua đây. Sao vậy cha? Đưa chìa khóa vàng cho cô ấy. Đông Phương Tịnh Kỳ, cô giữ nó cho cẩn thận. Đây là chìa khóa vàng của đại quản gia Đỗ phủ. Từ nay về sau, tôi ủy quyền Đỗ phủ cho cô. Hay, hay lắm, hay lắm, thật lợi hại, hay lắm. Ngay ra làm gì? Cầm lấy đi. Cảm ơn Đỗ lão gia đã coi trọng tôi. Đông Phương Tịnh Kỳ tôi sẽ dốc hết sức làm việc cho Đỗ gia. Chỉ có điều trước khi tôi tiếp nhận chức này, tôi còn có một nguyện vọng, mong lão gia có thể đồng ý.
Tĩnh Kỳ, vậy cô nói đi. Chỉ cần tôi có thể làm được, trước khi tôi nhận chức, tôi hy vọng có thể thanh tra toàn bộ kho và sản nghiệp của Đỗ gia. Khi thanh tra xong, tôi sẽ kế nhiệm lập tức. Nếu Đỗ lão gia có quy tắc chọn đại quản gia, thì Đông Phương Tĩnh Kỳ tôi cũng có quy tắc tiếp nhận chức vụ của mình. Đông Phương Tĩnh Kỳ, đây là cô gây sự vô cớ. Nhiệm kỳ tiếp nhận đại quản gia nào của Đỗ gia cũng đều kiểm tra sổ sách, nhưng không thể lập tức đưa ra yêu cầu này trước mặt bao nhiêu người như thế này. Đây là cô muốn cha tôi khó xử. Đại thiếu gia, anh nghĩ nhiều rồi. Anh em ruột cũng phải tính toán mà. Muốn chi sản nghiệp Đỗ gia lớn, Đông Phương Tĩnh Kỳ tôi nếu muốn tiếp nhận, không thể không thận trọng. Kiểm tra kho rất là quan trọng, cũng là việc lớn đầu tiên cô cần làm sau khi nhận chức. Vậy được, xin Đỗ lão gia lập tức hạ lệnh niêm phong kiểm tra tất cả phòng kế toán. Trước khi có kết quả thanh tra, không cho phép bất cứ ai tự ý vào trong. Minh Giang, Minh Hải đều nghe thấy rồi chứ? Hai đứa mau làm theo những gì Tĩnh Kỳ nói đi. Cha, mau đi đi. Cầm lấy, tối nay ăn mừng nha. Quản lý Đông Phương, hôm nay thật nở mày nở mặt, chưa bằng thiếu sở trưởng hôm nào cũng vậy. Tôi mặc kệ cô là Ngô Tiểu Thất hay là Đông Phương Tịnh Kỳ, cô tuyển đại quản gia gì ở đây chứ? Cùng tôi về nhà đi, làm vợ tôi. Sao Tiếu sở trưởng nói chuyện càng ngày giống như đám thổ phỉ vậy? Tôi còn mạnh hơn thổ phỉ. Tôi không thích ép, tôi thích tự nguyện. Trời vẫn còn sáng mà, sao mà đã nằm mơ rồi? Tôi phải về kiểm tra sổ rồi. Thất lễ. Minh Giang, bắt đầu kiểm tra sổ sách rồi. Cái này con biết rồi. Mặc dù đã kiểm tra sổ sách chính, nhưng mẹ sợ chẳng may kiểm tra đến Vương Phú Quý, Vương Phú Quý lại phọt ra chuyện cho vay nặng lãi của chúng ta thì phải làm sao? Mẹ, đừng lo lắng, chưa chắc đã tra ra. Hơn nữa, lo lắng cũng vô ích. Dương Phú Quý cũng không phải kẻ ngốc, ông ấy sẽ không để lại dấu vết đâu. Đều trách Đông Phương Tịnh Kỳ. Còn nói xem cô ta đến Đỗ phủ làm loạn, lần trước là đến báo thù, lần này tra ra sổ sách, đúng là không để ai được yên. Đông Phương Tịnh Kỳ nếu muốn Đỗ gia không yên ổn, thì con cũng khiến cho cô ta cả đời này không yên ổn. Đây là ngân phiếu 10.000 đại dương, tôi chỉ còn từng đầy. Ông cầm trước. Đại quản gia, đành để ông chịu thiệt rồi. Thông minh, cha tên là gì? Tên Vương Phú Quý. Được, lần này tôi sẽ chịu. Vương Phú Quý tôi đã từng chịu đủ mọi khó khăn, thì lần này tôi cũng có thể chịu được.
Đại quản gia, ông nhẫn nhịn trước. Đợi qua trận này tôi làm chủ, tôi sẽ cho kiểu 8 người khiêng trước ông về. Tôi nói được làm được. Nhận lấy đi. Phiếu thu chi và tồn kho này bị lệch nghiêm trọng. Tính lại đi. Dân, đại quản gia. Còn nữa, sổ sách xưởng tơ phải tính lại từ đầu, không được qua loa. Dân, đại quản gia. Minh Giang. Mẹ, ngồi xuống đi. Mẹ nghe nói phòng kế toán tra ra rất nhiều sơ hở. Sổ sách đều là Vương Phú Quý làm. Nếu xuất hiện nhiều sơ hở thì cũng chẳng liên quan gì đến mẹ con mình. Mẹ là sợ Vương Phú Quý chẳng may ghi ám hiệu nào đó trên sổ, ám chỉ chúng ta thì sao? Ông ấy chưa thông minh đến vậy. Con trai à, con xem con bình chân như vậy là mẹ sốt ruột quá. Mẹ, sốt ruột có ích sao? Nợ con xóa sạch lâu rồi. Mặc cho số phận đi. Nào, đây. Đông Phương đại quản gia, danh sách có rồi đây. Cô xem, chuẩn bị sao ạ? Cảm ơn các vị trong khoảng thời gian ngắn đã tính sổ sách rõ ràng. Chuyện còn lại để tôi xử lý. Mấy hôm nay vất vả cho mọi người rồi. Mọi người về nghỉ ngơi trước đi. Để tôi làm cho. Cảm ơn đại quản gia. Thời tiết đẹp. Hôm nay thời tiết đẹp thật. Đúng vậy, nghỉ chút đi. Lão gia, ông nhìn sân vườn. Lão gia, đây là danh sách lần này kiểm tra ra. Mời ông xem. Nhiều như thế này mà đã kiểm tra xong rồi sao? Tôi nghĩ nhanh nhất cũng phải vài ngày. Đây là tôi nhờ kế toán làm thông đêm tính ra. Sao lại bị âm mất 100.000 đại dương? Sao lại nhiều thế này? Sao lại nhiều thế này? 100.000. Không đúng. Trương Thọ. Lão gia, ông gọi tôi, gọi Vương Phú Quý tới đây. Dân. Lão gia. Lão gia, không tìm thấy Vương Phú Quý. Không tìm thấy. Chắc là chạy trốn rồi. Gần đây tôi cứ cảm thấy đại quản gia có gì đó sai sai. Chắc là ông ta không được làm đại quản gia, ôm hận trong lòng nên cõng tiền đi rồi. Lão gia, chuyện bị âm tiền, phải tìm được Vương Phú Quý mới có thể rõ chân tướng sự việc. Chẳng lẽ Phú Quý có vấn đề thật? Tìm người về trước đã. Trương Thọ, mau gọi Minh Hải về. Cha, hôm nay con không được khỏe. Hay là để Minh Hải dẫn gia đình mình đi tìm. Được. Gia Bảo, cậu nghe tôi nói đây. Đại quản gia vừa mới đi, tỉnh kỳ kiểm tra sổ sách, không ngờ lại kết thúc nhanh như vậy. Đợi lát nữa Minh Hải dẫn người đi tìm Vương Phú Quý. Cậu dẫn bàn Đại Hải đi tìm. Một khi tìm được rồi. Hiểu ạ. Nhưng em tìm theo hướng nào đây? Theo dãy Hổ Phốc. Đến dãy Hổ Phốc có một đường đi về Thẳng Huyện, một đường khác đi Nghĩa Ô.
Cậu đuổi theo hướng Nghĩa Ô. Ông định thế nào? Đi đường thủy chắc chắn không được. Tôi định đi đường bộ, đi về phía dãy Hổ Phốc, sau đó đến chỗ em họ ở Thạnh Huyện, sau đó sống một thời gian. Nếu tôi đoán không lầm, Vương Phú Quý nói đi Thạnh Huyện chỉ là giả. Ai cũng biết ông ấy có một người em họ Thạnh Huyện. Trong tình huống này sẽ không đến một nơi mà ai ai cũng biết. Đây gọi là bắn tin giả. Cậu nghe tôi nói rồi đó. Đông Phương Tịnh Kỳ đã có nghi ngờ. Nếu cô ta đi theo cậu, cậu phải nghĩ ra cách cắt đuôi cô ta. Yên tâm, khăn tay này có mê hồn hương. Cậu chút mê ông ta trước, nhưng phải nhớ không được gây ngoại thương. Hiểu rồi. Người đến đủ chưa? Còn nữa, tôi cũng đi. Tôi cũng đi nữa. Đứng nghiêm túc. Nghe rõ cả chưa? Nghe rõ rồi. Mau đi đi. Dân Minh Hải, anh đi với tôi. Tôi không đi. Chẳng phải không tìm thấy Phương Phúc Quý sao? Tôi đi làm gì? Cô đợi tôi. Đợi tôi với. Làm sao bây giờ? Tìm Hà Gia Bảo. Hà Gia Bảo ở đâu? Chắc chắn người ở đó. Không phải chứ, Hà Gia Bảo có thể biết Phương Phú Quý ở đâu sao? Được, 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 tôi nghe theo cô. Đó chẳng phải là Hà Gia Bảo sao? Bên đó. Cô đảm bảo theo họ là tìm được Vương Phú Quý sao? Chậm thôi, từ từ. Từ từ chứ. Biểu thiếu gia, sao vậy? Sao chúng ta lại trốn bên này? Đừng nhiều chuyện, lát nữa chúng ta đi đường khác. Cao Minh, Cao Minh, đừng có nịnh nọt, điều là dự tính của đại thiếu gia. Bên kia. Đâu rồi? Người đâu rồi? Người đâu? Mắc bẫy rồi, quay lại. Đi đâu? Bên này. Bên này. Bên nào? Bên này đi. Đi. Hãy
Minh Giang, con nói có đuổi kịp Vương Phú Quý không vậy? Mẹ, mẹ yên tâm, nơi ông ta muốn đến ai có thể biết chứ? Đại quản gia, sao có thể chết như thế này chứ? Sao tôi ăn nói làm sao với lão gia đây? Hoa Gia Bảo, rốt cuộc là thế nào? Nhị thiếu gia, anh đá tôi làm gì? Không cứu nổi nữa rồi, không cứu nữa rồi. Không cứu nổi nữa rồi, không cứu được rồi rồi. Vương đại quản gia nhảy sông tự vẫn rồi, nhảy sông tự vẫn luôn. Cậu nghĩ tôi ngu hả? Ông ấy chạy xa như vậy để tự vẫn sao? Có phải hai người hại chết ông ấy không? Không phải tôi, không phải tôi. Vị thiếu gia, nói phải có bằng chứng. Nếu anh nói tôi vậy thì tôi cũng có thể nói là anh hại chết Vương đại quản gia. Vớ vẩn, đừng cãi nhau nữa, người đã chết rồi. Hai người các anh đưa đại quản gia về sở cảnh sát trước. Hai người khiêng, mau khiêng. Anh họ yên tâm, xử lý xong rồi, không để lại ngoại thương chứ. Chắc là không. Của cải trên người còn nguyên, rất giống đuối nước, nhưng trên cổ có vết thương. Theo kinh nghiệm của tôi, chắc là bị hại. Chúng tôi cũng cảm thấy cái chết của Vương đại quản gia có nhiều quẩn khúc. Sổ sách Đỗ gia vừa kiểm tra xong, đại quản gia tiền nhiệm liền nhỡ chân đuối nước. Chuyện này thật là trùng hợp. Trí Viễn, dù điều tra thế nào, khó điều tra. Cô thấy chưa, cô tìm đám ăn bát vàng này làm gì? Đi, đi thôi. Tịnh Kỳ, cô yên tâm, tôi sẽ cố gắng điều tra ra kết quả. Một người đang yên đang lành thì chết. Người đâu? Ở phòng sát cảnh sát. Đại quản gia cả đời vất vả vì Đỗ gia, không ngờ cuối cùng lại bị đuối nước. Đại thiếu gia, sao anh lại biết ông ấy đuối nước? Chẳng lẽ không phải sao? Vương đại quản gia nhảy sông tự vẫn rồi. Cậu nghĩ tôi ngu hả? Ông ấy chạy xa như vậy để tự vẫn. Phú Quý, điểm nào cũng tốt, với Đỗ gia cũng coi là tận tâm tận lực. Chỉ có điều hơi tham tiền tham của. Đúng vậy, lão gia bình thường đối xử với ông ấy không tệ, sao ông ấy lại tham lam vậy chứ? Mỗi ngày có hàng nghìn hàng vạn đại dương qua tay ông ấy, mỗi tháng kiếm hơn 100 đồng, tính ra một năm tổng cộng hơn 1000 đồng. Cho dù cộng cả hoa hồng cuối năm thì cả đời cũng không kiếm được 100 nghìn. Trước khi sở cảnh sát làm rõ nguyên nhân cái chết của Phú Quý, chúng ta không được suy đoán bừa bãi. Cho dù thế nào, chúng tôi cũng là chủ tớ. Đỗ mổ ta không thể nào vô tình vô nghĩa. Thế này đi Minh Hải, sau khi sở cảnh sát kết án, con đi mua một cổ quan tài tốt hậu táng ông ấy. Dân, thưa cha. Minh Giang, con nói thật với mẹ đi. Vương Phú Quý, mẹ đừng suy nghĩ dớ dẫn. Ông ấy chết đã chết rồi, không liên quan gì đến chúng ta. Vậy thì tốt. Chuyện giết người không được làm, phải ngồi tù chặt đầu đó. Mẹ yên tâm đi, con thật sự không liên quan đến chuyện này. Mẹ xem, chẳng phải hôm nào con cũng ở nhà uống trà đọc sách sao? Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Có manh mối không?
Không có manh mối gì. Nhưng tôi cho rằng khả năng bị sát hại tương đối lớn, vì trên cổ ông ấy có vết hằn nhẹ. Vết hằn nhẹ thì gọi là sát hại gì chứ? Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Cậu báo án lên trên, cuối năm không phá án được thì ăn nói sao với cấp trên? Sở trưởng, nhưng đây là án mạng, sao có thể không lập án? Lập án gì? Điều tra đã, điều tra rõ rồi mới lập án, không rõ thì không lập án. Ông ấy ngã chết đuối rồi. Sở trưởng, Mã Trí Viễn tôi quyết trí làm cảnh sát chính là muốn bênh vực kẻ yếu, không phụ chính nghĩa. Vụ án liên quan đến mạng người, sao có thể qua quyết hành sự chứ? Tôi nói đầu óc cậu sao không hiểu biết vậy? Sao có chút chuyện mà không hiểu? Cho dù cha cậu có để lại bao nhiêu tài sản cũng bị cậu phá sạch rồi. Đây là tôi phá án, liên quan gì đến việc nhà tôi? Sao lại không liên quan? Sao lại không liên quan? Cậu cứ thế này mà cũng dám cầu hôn sao? Tôi có cho không em gái cho người ta cũng không gả cho cậu đâu. Tôi cũng đâu có nói là chuyện cầu hôn. Hơn nữa, chuyện đó là cha tôi giấu tôi làm. Sở trưởng, anh đừng có nói vậy. Em gái anh có cho không tôi, tôi cũng không cần đâu. Cút, cút ra ngoài đi. Cút. Nghi thức nhận chức đại quản gia mới của Đỗ Phủ chính thức bắt đầu. Đầu tiên, tân đại quản gia Đỗ Phủ Đông Phương Tịnh Kỳ thắp hương cho tổ sư gia. Tiếp theo, tân đại quản gia Đông Phương Tịnh Kỳ nhận chìa khóa vàng của Đỗ Phủ. Bây giờ, tôi đích thân giao chìa khóa vàng tượng trưng cho quyền lực đại quản gia Đỗ Phủ cho Đông Phương Tịnh Kỳ, cũng chính là từ phút giờ này trở đi, Đông Phương Tịnh Kỳ chính thức nhận chức đại quản gia Đỗ Phủ. Cảm ơn sự tín nhiệm của Đỗ lão gia. Kiếp này Đông Phương Tịnh Kỳ tôi sẽ tận chức tận trách, tuân thủ nghiêm ngặt, làm tốt chức đại quản gia Đỗ Phủ. Được. Tốt, tốt lắm. Thật không nhìn ra Đông Phương Tịnh Kỳ là có bản lĩnh này. Bản lĩnh của cô ấy lớn lắm. Tiểu nha đầu em hiểu cái gì chứ? Gần đây sức khỏe của tôi không được tốt lắm, cho nên mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ, ngoài nghe theo sự sắp xếp của Đông Phương Tịnh Kỳ, Còn phải xin ý kiến của nhị thiếu gia. Mang cái này xuống kho. Dân, hàng đối chiếu xong rồi, đừng chuyển nhầm. Dân, tôi nói anh xuống kho, sao lại quay lại rồi? Vì tôi vừa mới đến mà. Cô vẫn khỏe chứ, quản lý Đông Phương? Anh Sơn Khẩu, xin lỗi, tôi bận quá nên không biết anh vào từ lúc nào. Tôi đến được một lúc rồi, thấy cô bận quá nên không dám làm phiền. Mời anh qua bên này. Được. May quá anh đến rồi. Anh quanh năm chạy bên ngoài, tin tức tương đối nhanh nhạy, đúng lúc có thể góp ý cho xưởng thuốc chúng tôi. Được. Chỉ cần là thứ tôi biết, biết thì thưa thốt, không biết dự cục mà nghe. Thật lòng cảm ơn anh. Tôi đi pha cho anh ấm trà. Được. Ngồi đợi chút nha. Tôi đang còn không biết là ai. Sao anh lại chạy đến đây rồi?
Nào, ngồi đi, ngồi đi mà. Ngồi đi. Sao đến đây rồi? Nhị thiếu gia, anh chào đón khách hàng thế này sao? Tôi biết tổng ở trong đầu anh đang nghĩ gì. Tôi nói cho anh biết, Đông Phương Tịnh Kỳ bây giờ đã là đại quản gia Đỗ gia chúng tôi rồi. Anh muốn lôi kéo thì kéo người khác, anh không kéo nổi cô ấy đâu. Minh Hải, sao anh đến đây rồi? Nói dễ dẫn với anh ấy mà. Đâu, nói chuyện thôi. Giờ nãy nhị thiếu gia nói với tôi, cô làm đại quản gia, bảo tôi chúc mừng cô một tiếng. Đúng rồi, quên nói với cô chuyện này. Kế toán gọi cô qua, nói mở tủ gì đó, chỉ nói là cô có chìa khóa. Sổ sách tôi còn chưa tính xong. Hơn nữa anh Sơn Khẩu vừa mới đến, tôi cũng không tiện để anh ấy ở đâu một mình. Đợi một chút đi. Hay là thế này đi, tôi và nhị thiếu gia đến xưởng xem một chút, có lẽ tôi có thể giúp được gì. Vậy thì tốt quá, cảm ơn anh. Không có gì. Minh Hải, Minh Hải, gì đó, mau cảm ơn đi. Anh Sơn Khẩu là người trong ngành, học hỏi người ta đi. Được, mời, mời. Ký gia 850 lượng bạc trắng, thêm 200 lượng, thêm 200 lượng. Trần gia 700 lượng bạc trắng. Sao lại có tượng thần tài ở đây? Lúc trước cũng không để ý, nhưng ngăn tủ này trước đây đều là của Vương quản gia quản, sao lại đặt tượng thần tài ở đây chứ? Phải mang ra ngoài cúng. Đúng đúng đúng. Đúng đúng. Nói có lý. Tiếp tục đi. Sao đã về rồi? Trương gia, nhị thiếu gia, nhị thiếu gia. Sao vậy? Sao đã về rồi? Trương gia 380 lượng, 380 lượng. Lưu gia 270 lượng, cộng 270 lượng. Chuyện đó, tôi luôn cảm thấy Sơn Khẩu có vấn đề. Vấn đề gì? Tôi cảm thấy anh ta có ý với cô. Anh nghĩ dớ dẫn vậy? Đương nhiên rồi, tôi nhìn chính xác. Anh đặt tâm tư vào xưởng thuốc được không? Đặt lên người cô được chứ? Được rồi, về xưởng thuốc đi thôi. Nè nè nè, vừa nãy cô cầm tay tôi đó hả? Cầm lại cái nữa. Chu Sơn Khẩu à, Chu Sơn Khẩu. Tôi làm sao để đối phó anh đây? Kế toán Lưu, đại quản gia. Anh xem, hôm qua tôi bận quá quên mất, tượng thần tài vẫn để trong tủ. Cũng kỳ lạ thật, Vương quản gia để tượng thần tài trong đó làm gì chứ? Thần tài phải để ra ngoài, để tăng thêm tài khí cho Đỗ gia mới đúng. Anh xem, phủi bụi hết rồi. Để tôi lau cho. Không sao, để tôi. Đại quản gia, để tôi. Cái gì thế này? Anh Lưu ra trước đi. Nếu có người thấy bức thư tự bạch này, Vương Phú Quý chắc đã không còn trên thế gian này rồi. Nếu tôi đoán không nhầm, cô là người kế nhiệm chức quản gia. Tôi muốn nói một bí mật cho cô biết. Bao nhiêu năm nay, ngoài làm quản gia cho Đỗ gia, tôi còn lén lút giúp bà cả và đại thiếu gia cho vay nặng lãi. Nếu lần tuyển chọn đại quản gia này thất bại, tôi sợ Đỗ Minh Giang sẽ thí tốt giữ xe, đề phòng bất trắc. Sổ sách cho vay nặng lãi của bà cả, tôi đã giả vờ thiêu hủy, nhưng thực ra đã giấu đó đi. Nơi cất giấu, hãy nhìn bản đồ. Ngoài ra, xin chuyển tới Đông Phương Tịnh Kỳ. Tôi biết cô ấy tấm lòng lương thiện. Nếu trong 3 tháng tôi không đến đón Vương Thông Minh, tôi nhất định đã bị Đỗ Minh Giang sát hại. Hắn bụng dạ nham hiểm, lòng tham không đáy, độc ác hơn bà cả gấp trăm lần. Bức thư từ bạch này vô cùng quan trọng, mình bảo điều tra rõ rồi mới bẩm báo với lão gia.
Anh làm cái gì vậy? Đang ở trong nhà nổ súng gì vậy? Vì tôi có lời muốn nói với cô. Tôi cũng có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Cô nghe tôi nói trước, chuyện này của tôi chắc chắn quan trọng hơn cô rất nhiều. Tôi muốn cầu hôn cô. Cầu hôn? Tôi muốn cầu hôn. À, không đúng. Nên là thế này. Tiểu Thất, hôm nay anh chính thức cầu hôn em. Anh nghe em gái anh nói rồi. Người nước ngoài nói, ở bên đó cầu hôn với con gái đều phải lấy một tín vật, phải quỳ gối xuống, sau đó lấy thứ mình quý nhất ra. À, anh chỉ có cây súng này. Đây là thứ mà anh thích nhất. Hôm nay anh mang tới đây. Anh muốn cầu hôn em. Anh hy vọng em có thể đồng ý. Em nói đi, không đồng ý anh sẽ... Anh đến đúng lúc lắm. Chuyện đó, hôm nay anh làm người làm chứng cho chúng tôi. Anh làm chứng cho tôi cầu hôn Tiểu Thất, được chứ? Người hiện đại các anh có phải là quan trọng người làm chứng không? Anh muốn cầu hôn thật hả? Dớ dẫn. Tôi nói lời giữ lời. Hôm nay tôi cầu hôn cô ấy, tôi nhất định phải cầu hôn. Em đồng ý được chứ? Em đồng ý đi, hay là anh đập đầu nha? Ê, được không? Anh đập đầu một cái. Được rồi, anh đứng lên đi, đừng làm loạn nữa. Vậy em đồng ý với anh rồi. Trong phủ cấm nổ súng, nếu không sẽ xuống bẫy. Con không hiểu sao? Làm gì vậy Minh Hải? Làm gì vậy? Cha, cha nhìn nha. Đây là con trai ruột của cha, nhị thiếu gia Đỗ Minh Hải. Cầu hôn thôi mà cũng làm trò. Minh Hải, đàn ông đầu gối có vàng, quỳ trời quỳ đất quỳ cha mẹ, sao em có thể dễ dàng quỳ một người con gái được? Đúng vậy, cứ như tám kiếp sống độc thân, chưa bao giờ nhìn con gái. Nói đúng, ở nơi đông người làm cái trò Tây Âu gì vậy? Minh Hải, cô mau đứng lên đi, đừng làm loạn nữa. Minh Hải, hãy mau đứng lên đi, thật là trò cười cho người ta mà. Mẹ, không sao, nước ngoài toàn như thế này thôi. Nhưng người ta cầu hôn tặng nhẫn, anh ấy lại đi tặng súng. Tặng súng vì anh hai là thằng vô lại. Minh Hải, đại ca nhắc nhở em một câu. Anh nhớ hồi nhỏ em đã có một hôn ước, đúng không? Đúng vậy, Đỗ gia chúng ta không phải bội ước với người ta. Lão gia, ông nói đi. Nói rất đúng. Minh Hải, mẹ cả con nói đúng. Hồi nhỏ con có hôn ước rồi, con đừng có tùy hứng vậy nữa. Minh Hải, hơn nữa cha của Tư Cô Nương là ân nhân cứu mạng của cha con. Nhớ năm đó, để định hôn ước này, cha đến ba mai sáu lễ cũng không hề thiếu một thứ. Đương nhiên rồi, sau đó hơn chục năm, hai bên đã mất liên lạc. Nhưng chuyện này không thể không giữ lời. Cha nói cho con biết, Minh Hải, con không thể có bất kỳ kế hoạch nào khác. Ông ấy là ân nhân cứu mạng của cha, chứ đâu phải là của con. Con mặc kệ. Đời này, con chỉ muốn lấy một mình Đông Phương Tịnh Kỳ thôi. Nha đầu, anh thừa nhận anh vốn là thằng vô lại. Anh không sợ trời, không sợ đất, chuyện gì anh cũng có thể làm. Nhưng từ sau khi em xuất hiện, em đã thay đổi anh. Em cho anh biết cuộc sống thật đẹp. Tin anh đi. Hôm nay anh đặc biệt lấy cây súng anh thích nhất, mặc bộ quần áo lần trước chúng ta gặp nhau ở Sòng Bạc. Chính là anh muốn nói cho em biết, Đỗ Minh Hải thay đổi rồi. Anh có thể chăm sóc cho em. Nha đầu, cả đời này anh chỉ lấy em. Nhận lấy đi, làm vợ anh. Nhị thiếu gia, cây súng này tôi nhận giúp anh. Nhưng hôn sự phải nghe lão gia. Đỗ gia coi trọng nhất chính là hai chữ tín nhiệm. Nếu anh đã có hôn ước với Từ cô nương thì tôi không thể đồng ý với anh được. Minh Hải, lúc này tôi không thể vì anh mà đối đầu với cả Đỗ phủ. Hãy tha thứ cho tôi. Tôi đến Đỗ phủ để báo ơn.
chứ không phải đến Đỗ phủ để làm lão gia đau lòng buồn phiền. Nếu không, nhà Đông Phương chúng tôi cả đời này nợ lão gia quá nhiều rồi. Đỗ gia thật mất mặt quá đi. Lão gia, gia phong Đỗ gia chúng ta thế nào đây? Trường Thọ, lão gia, đẩy tôi về phòng. Dân, lão gia, tôi đỡ ông. Lão gia, đúng là làm càn. Em đang làm cái trò gì vậy? Từ sáng đến tối không làm việc chính. Quỳ đó đi. Quỳ thêm mấy canh giờ nữa. Tối đừng về ăn cơm nữa. Minh Hải, mau đứng lên đi. Lão gia, có phải ông quá hà khắc với Minh Hải không? Cô nương nhà họ Tư kia đã bao năm không tin tức gì rồi. Hơn nữa binh đao loạn lạc, không biết còn sống hay không. Diệu Hạm, đối với Minh Hải không phải quá hà khắc mà là quá phóng túng cho nó rồi. Đều tại tôi, nên cảnh báo cho nó nhiều hơn, để nó biết bản thân đã có hôn ước từ sớm, không được thân thiết với Tịnh Kỳ. Thật ra Tịnh Kỳ cũng rất tốt. Cho dù Tịnh Kỳ không được, tôi cảm thấy Tiếu đại tiểu thư kia cũng ổn. Ông xem, nếu Tư cô nương kia cứ không xuất hiện, không phải Minh Hải cứ đợi cô ta cả đời chứ? Minh Hải cũng không còn trẻ nữa. Thiếu gia họ Hồ kia cũng bằng tuổi nó mà đã có con cả rồi. Diệu Hạm, Minh Giang là đại thiếu gia, bây giờ Minh Giang còn chưa kết hôn, sao tôi có thể đồng ý cho Minh Hải trước chứ? Thế này đi, bà cho tôi thêm 3 năm nữa. 3 năm sau, Minh Giang chắc chắn đã lấy vợ có con rồi. Đến lúc đó, cô nương họ Tư kia còn chưa có tin tức gì, thì chúng ta sẽ cho Minh Hải lấy Tịnh Kỳ. Thật sao? Thật. Vậy tốt quá rồi, để tôi báo cho Minh Hải biết, nó chắc chắn sẽ rất vui. Vậy tôi đi nha lão gia. Tiếu sở trưởng, vội vàng đi đâu vậy? Bà hai bảo tôi đi tìm nhị thiếu gia. Nói là có chuyện tốt. Chuyện tốt sao? Cái này tôi không biết. Đi đi. Tiếu sở trưởng và Tiếu đại tiểu thư đại giá quang lâm. Anh, hai người nói chuyện trước. Em đi tìm Di Hạm. Ừ. Tiếu sở trưởng, anh đứng ở đây, làm cả nhà tôi phát sáng cả lên. Biết ăn nói. Tiếu sở trưởng, ý ở trên thông báo kết án này là Vương Phú Quý đột tử. Sau một thời gian truy xét, không có bất cứ manh mối sát hại nào. Theo suy luận của tôi, Vương Phú Quý do tranh cử đại quản gia thất bại, nản chí ngã lòng, ôm tiền bỏ chạy đã nhỡ chân đuối nước. Vậy trên cổ Vương Phú Quý sao lại có vết hằn? Cha, có phải là Hà Gia Bảo và Bàn Đại Hải khi vớt Vương Phú Quý đã làm thương ông ta không? Đỗ lão gia, chúng tôi đã khám nghiệm thi thể. Nếu nói là sát hại thì vết hằn sẽ không nhẹ như vậy. Chút thành ý này anh nhất định phải nhận. Chuyện Vương Phú Quý nhờ vào anh cả đó. Kim Thủy, anh xem, tôi đúng là hồ đồ rồi. Những chuyện này tôi đâu phải là người trong nghề để hiểu. Lão gia, Đông Phương Tịnh Kỳ, cô đến đúng lúc lắm. Lúc Vương Phú Quý xảy ra chuyện, cô cũng có mặt ở hiện trường. Đây là thông báo kết án, cô cũng xem đi. Xem ra mình không thể không nói rồi. Tiếu sở trưởng, thông báo kết án này của anh có hơi võ đoán quá không? Võ đoán? Nào, nói xem võ đoán thế nào. Ở đây tôi có một món đồ. Đồ gì? Chứng minh Vương Phú Quý có khả năng bị sát hại.
Ông ấy để lại một bức thư tự bạch. Thư tự bạch. Trong thư tự bạch viết những gì? Ông ấy nói, mấy năm nay, ngoài làm đại quản gia cho Đỗ gia, ông ấy còn lén lút giúp bà cả cho vay nặng lãi. Tuyển cử đại quản gia lần này, nếu không thành công, ông ấy sợ đại thiếu gia sẽ thí tốt giữ xe. Đông Phương Tĩnh Kỳ, trí tưởng tượng của cô tốt quá. Tôi và Vương Phú Quý, mặc dù không phải chú cháu ruột, nhưng bao nhiêu năm nay, cảm tình của tôi đối với Vương Phú Quý, trong phủ này ai ai cũng biết. Đông Phương Tịnh Kỳ quản gia, thư từ bạch đó đâu? Bây giờ tôi đi lấy. Đông Phương Tịnh Kỳ, đừng gây sự vô cớ nữa. Cô một lòng muốn làm lớn chuyện lên mới vừa lòng sao? Việc đến nước này cô còn ngậm máu phun người, chia rẽ cha con anh em chúng tôi. Cô biết chứ, vu cáo người khác là có tội đó. Rõ ràng mình khóa trong ngăn kéo mà. Thư từ bạch đâu? Lão gia, tôi không tìm thấy. Sao lại không tìm thấy? Lui xuống trước đi. Tôi thấy đại quản gia lấy ra thứ gì đó, không nhìn rõ viết gì. Anh nói thật chứ? Chắc chắn chính mắt tôi nhìn thấy. Mặc dù tôi không nhìn rõ trên đó viết gì, nhưng tôi có thể chắc chắn đó là bút tích của Vương đại quản gia. Thế này đi, nếu cậu lấy được thứ đó, tôi cho cậu 300 đồng đại dương. Chuyện này hơi khó. Vậy thì vậy để tôi nghĩ cách, càng nhanh càng tốt. Dân đại thiếu gia, Đông Phương đại quản gia, không biết hôm nay ai muốn ăn cơm tù đây? Cô cố ý làm loạn phải không? Mặc dù mất thư từ bạch rồi, nhưng tất cả các nghi điểm đều chỉ đại thiếu gia. Chuyện này nhất định phải điều tra cẩn thận. Cha, cha, lão gia, cha. Người đâu? Đang khỏe mạnh, sao lão gia đột nhiên bị bệnh rồi? Trách ai đây? Chẳng phải tại cô sao? Cô xem đứa con trai của cô kìa, hôm nay làm ra cái trò gì chứ, làm lão gia tức giận đến mức này. Bây giờ lão gia cần nghỉ ngơi. Hai bà chủ đừng nói nữa được không? Tịnh Kỳ, lão gia rốt cuộc bị bệnh gì? Lão gia can dương bạo trương, dương thăng phong động, khí huyết thượng nghịch, e rằng bị tai biến rồi. Đây đều là chuyện tốt mà cô gây ra. Tôi lòng không hổ thẹn, không giống có người trong lòng có quỷ. Minh Hải đâu? Thế bá đã như thế này rồi, sao nấy không tới thăm?
Thằng em trai vô dụng đó của tôi sáng nay cầu hôn Đông Phương Tịnh Kỳ bất thành, tức quá bỏ nhà đi rồi. Bỏ nhà? Nhược Vân, Nhược Vân, con nghe gì nói? Bây giờ lão gia ổn định hơn rồi, tôi đi kê thuốc cho ông ấy, tiện thể tìm nhị thiếu gia về. Bà hai, lúc tôi không có ở đây, nhất định phải bên cạnh lão gia không rời nửa bước. Cổ Phẹo, anh có thấy thiếu gia nhà chúng tôi không? Không. Vừa nãy tôi hỏi nhân công, nói anh ấy không thấy, anh ấy không có ở đây. Vậy gặp anh ta, nói tôi đi tìm anh ta nha. Tôi biết rồi. Tĩnh Kỳ, vẫn chưa thấy anh ấy sao? Tôi nghe công nhân công xưởng nói vị thiếu gia khả năng ra sau núi. Sao anh không nói sớm? Tĩnh Kỳ, sắp mưa rồi, hay là chúng ta về trước đi? Không được, tôi nhất định phải tìm thấy anh ta. Tĩnh Kỳ, trên đường đi tôi có thấy một cái liều. Nếu trời mưa, Minh Hải khả năng trú trong đó. Chúng ta tới đó đi. Tĩnh Kỳ, bà hai, nhị thiếu gia về rồi. Minh Hải về rồi. Nó ở đâu? Anh ấy vừa về phòng. Vậy cậu trông lão gia giúp tôi, tôi đi tìm đó. Đại thiếu gia, muộn thế này rồi, sao vẫn chưa ngủ? Trời mưa rồi, tôi lo cho cha. Cậu về phòng trước đi. Vâng. Nào, khoác vào. Không cần. Chuyện tôi nói lần trước, hy vọng cô suy nghĩ lại. Anh Sơn Khẩu, tôi rất ngưỡng mộ nhân phẩm và cả học thức của anh. Nhưng tôi đã nói rồi, Đỗ lão gia có ơn với tôi không thể đi Thượng Hải với anh. Cô đừng vội từ chối. Vị trí giám đốc tôi sẽ luôn dành cho cô.
Chỉ cần cô muốn làm, tôi luôn hoan nghênh. Hoặc là làm chuyện khác. Ví dụ như làm vợ tôi. Tôi đảm bảo từ nay về sau cô sẽ sống sung sướng, không cần phải vất vả như thế này. Trong lòng tôi đã có người rồi. Tôi nghĩ Minh Hải khả năng đã về Đỗ Gia rồi. Tốt hơn tôi về xem sao. Núi dốc đường trơn, trời tối khó đi. Hay là chúng ta đợi đến sáng rồi hãy xuống núi? Không được, lão gia đang ở nhà. Tôi không yên tâm. Ông ấy đang bệnh, tôi phải về chăm. Tĩnh Kỳ, mở cửa. Mau mở cửa. Đại quản gia, nhị thiếu gia về chưa? Vừa mới về. Vậy lão gia thì sao? Lão gia, đại thiếu gia đang trong. Đại thiếu gia. Lão gia. Lão gia. Lão gia. Anh về lúc nào vậy? Cha. Tịnh Kỳ, lão gia sao rồi? Bà hai, tình hình lão gia không đúng. Hình như ông ấy có triệu chứng trúng độc. Trúng độc. Trúng độc. Trúng độc gì? Nói lão gia trúng độc rồi sao? Bà hai, vừa nãy con đã nói là không được rời lão gia nửa bước mà. Tôi nghe Minh Hải về rồi nên qua đó tìm đó. Tôi bảo Trường Thọ trong ông ấy mà. Thế này là thế nào? Ai đặt cốc này ở đây? Đó là nước tôi vừa cho lão gia uống. Đây là nước của cho lão gia uống sao? Anh có ý gì? Chẳng có ý gì. Nếu anh không tin, tôi có thể uống cho anh xem. Được rồi, đừng diễn kịch nữa. Đông Phương Tịnh Kỳ, tôi thấy thật kỳ lạ. Từ khi cô bước vào Đỗ phủ ngày nào cũng xảy ra chuyện. Rốt cuộc cô có ý gì? Tôi không nói cho anh nữa. Tôi đi bóc thuốc để lão gia nôn ra. Khoan đã. Thuốc mà cô bóc tôi cũng không yên tâm. Chẳng may trong thuốc lại có vấn đề gì. Nếu cha tôi có mệnh hệ gì, cô có gánh nổi trách nhiệm không? Bây giờ đã là lúc nào rồi? Mau nghĩ cách đi, đừng cãi nhau nữa. Bà hai, nếu bà không tin thuốc tôi kê, vậy được, tôi đi tìm Trần Thủ Lễ đến. Chữa trúng độc, Tây y chữa nhanh hơn Đông y. Mau đi đi, cứu người quan trọng hơn. Minh Giang. Xin lỗi các vị, tôi đã cố hết sức rồi, nhưng vẫn không làm cho lão gia tỉnh lại. Thủ Lễ, ông về trước đi. Được. Lão gia. Lão gia, rốt cuộc là có chuyện gì? Lão gia bây giờ đang bị tai biến, lại thêm trúng độc. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng khả năng sẽ bị liệt nửa người. Lão gia, ai hại ông ra thế này? Ai hại ông thành ra thế này? Không được, tôi phải bắt được hắn. Tôi nhất định phải băm dầm hắn ra. Mẹ, mẹ đừng lo lắng. Con cứ cảm thấy lần trúng độc này có chút kỳ lạ. Phiền anh đưa bức thư này cho Đông Phương đại quản gia giúp tôi. Cứ nói Chu mổ về Thượng Hải rồi, hôm khác sẽ đến tìm. Vâng. Anh nói gì? Đông Phương Tịnh Kỳ hạ độc. Không sai.
Mẹ hai và em trai tôi chính mắt nhìn thấy. Sau đó gọi Trần Thủ Lễ của bệnh viện Huệ Dân đến, dùng thuốc tây giải độc nhưng ít tác dụng. Đông Phương Tịnh Kỳ bây giờ là đại quản gia nhà các anh, chắc cũng hô mưa gọi gió được. Sao lại phải hạ độc chứ? Anh có nhầm không Minh Giang? Chuyện này nhờ cả vào anh. Minh Giang, anh đang làm cái gì vậy? Đây là phận sự của cảnh sát chúng tôi, không cần cái này. Người một nhà nên tôi không cần nói gì. Chỉ cần anh báo thù được cho anh em tôi thì Đỗ Minh Giang là người của anh. Đây chỉ là chút thành ý. Vậy tôi nhận thay anh em. Vậy Đông Phương Tịnh Kỳ, Thiết Đầu, có Đông Phương Tịnh Kỳ đâu? Phùng Thiết Đầu, anh đang làm cái gì vậy? Đông Phương Tịnh Kỳ, có người tố cáo cô ôm hận trong lòng, cố ý hạ độc mưu sát Đỗ Viễn Sơn. Bây giờ tôi được lệnh bắt cô. Phùng Thiết Đầu, anh muốn bắt cô ấy, anh có chứng cứ không? Đỗ Minh Hải, anh đừng khua môi múa mép với tôi. Tôi cũng đã làm theo lệnh thôi. Anh có oan ức gì? Đến tìm tiểu sở trưởng mà nói. Tôi không làm chuyện có lỗi. Tôi đi cùng họ một chuyến. Tôi không thể để họ đổ oan cho cô. Có chuyện gì thì tôi giải thích rõ với họ. Chuyện quan trọng bây giờ là lão gia. Anh nhất định phải túc trực cạnh ông, không rời nửa bước. Rút quân. Anh có chứng cứ gì mà bắt tôi? Nếu không có chứng cứ, chẳng lẽ anh không sợ tôi kiện anh? Chứng cứ ư? Chính là đại thiếu gia Đỗ gia tận mắt chứng kiến. Trước khi Đỗ lão gia trúng độc, chỉ có một mình cô đến hiện trường vụ án. Chẳng những khớp thời gian mà cô còn biết y thuật. Khai ra đi, chúng ta đỡ tốn công. Đường đường một sở cảnh sát trưởng, nghe lời một phía liền xem mạng người như cỏ rác. Con người tôi phá án không chỉ dựa vào chứng cứ, có lúc còn bói toán, còn rút quẻ. Thật trơ tráo. Những lời này mà cũng nói ra được. Bây giờ cũng coi như cô hiểu tôi một chút rồi. Nhưng mà chính là người vô liêm sỉ này, một tay che trời ở Ký Dương huyện, đổi đen thành trắng, đổi trắng thành đen. Rốt cuộc anh muốn gì? Thật ra chuyện này dễ nói. Tôi có thể nói cô tham lam hại người, cũng có thể nói không tra được chứng cứ. Chỉ là một câu nói của tôi mà thôi. Đồ đê tiện. Anh không sợ có một ngày tội ác anh làm sẽ bị báo ứng sao? Bây giờ người vô liêm sỉ này muốn lấy cô, được không? Vẫn nghĩ chuyện này sao? Không có cửa đâu. Nếu cô không đồng ý, 3 ngày sau tôi bắn chết cô. Nếu cô đồng ý, rồi sinh cho tôi thằng con trai, tôi đảm bảo cô và những người bên cạnh cô bình an vô sự, vinh hoa phú quý. Sinh con trai cho anh, tôi thà đập đầu chết. Không cần vội, vẫn còn 3 ngày nữa. Nghĩ kỹ rồi tìm tôi. Không cần nghĩ, bây giờ tôi nói cho anh biết. Lấy anh còn khổ hơn chết, anh đừng có mơ. Diêm Vương gia công bằng, thanh bạch. Cô hãy đi tìm ông ấy đi. Thiếu gia, thế nào rồi? Nghe ngóng rồi. Nói đi. Quan trọng, 3 ngày sau chị Tiểu Thất sẽ bị chặt đầu. Thật hay giả vậy? Thật. Tôi nghe anh họ tôi nói. Anh ấy nói chính miệng Tiếu Kim Thủy nói vậy. Thiếu gia, anh muốn làm gì?
Không sao, tôi tự có cách của tôi. Anh. Anh. Sao vậy? Tìm anh có chuyện gì? Minh Khê. Lát nữa anh đi làm công chuyện, em ở đây trông cha nha. Chuyện gì vậy? Không có gì. Bây giờ trong nhà này, cả em và mẹ, anh cả, anh cũng không tin nổi. Nên em phải trông chừng cha, không rời nửa bước, biết chưa? Anh yên tâm đi. Việc anh giao, em nhất định sẽ làm tốt. Ai đó? Là mẹ. Mẹ thấy tình hình cha con chắc không ổn rồi. Ai đang trông chừng? Đỗ Minh Hải và Đỗ Minh Khê, hai đứa con của vợ lẽ, không rời nửa bước. Mẹ sợ cha con chẳng may có chuyện gì, đến lúc đó Đỗ Minh Hải giả truyền di chúc, nói nó kế thừa gia sản, vậy thì chúng ta trắng tay thật rồi. Nói miệng không bằng chứng. Mẹ, chuyện này không dễ vậy đâu. Đây chẳng phải là con dấu của cha con sao? Di chúc. Không sai, đây mới là di chúc thật của cha con. Mẹ, mẹ cất cái này đi. Đây là vốn liếng trở mình sau này của mẹ con ta đó. Nói với người ngoài là cha sớm đã giết. Từ sau khi cha được cứu từ tay bọn thổ phỉ, sợ bị thương không khỏi nên đã lập di chúc trước, giao lại toàn bộ sản nghiệp cho vợ cả và con trưởng. Đúng. Đến lúc đó, mấy bà vợ lẽ hỏi, chúng ta có thượng phương bảo kiếm này rồi, thì vợ lẽ cũng không nói gì được. Mẹ, bây giờ vẫn chưa phải là lúc đưa ra, phải đợi thêm nữa. Được. Mẹ nghe con. Nhị thiếu gia, anh lấy rượu sao? Nhị thiếu gia. Nhị đệ. Minh Hải. Đứng lại. Em có ý gì hả? Có cần phải như vậy với đại ca không? Anh nói cho em biết, Tịnh Kỳ là anh kiện đó. Sao? Trước khi hôn mê, cha uống nước của Tịnh Kỳ đưa. Đây là sự thật đúng không? Anh không hy vọng có người hại cha. Cả đời cha nuôi cái nhà này không dễ dàng gì. Em có hiểu ý của anh không? Đại ca, bây giờ anh nói gì em cũng không tin anh đâu. Tịnh Kỳ tuyệt đối không hại cha. Anh đừng đổ oan cho cô ấy. Đổ oan? Em chưa từng coi anh là đại ca của em. Đại tiểu thư, vừa nãy tôi thấy nhị thiếu gia xách một vò rượu đi ra, tôi gọi anh ấy cũng không thèm trả lời. Tôi thấy tâm trạng anh ấy không tốt. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Anh ấy đi đâu? Tôi không biết, nhưng mặt đầy sát khí. Anh ấy không đến sợ cảnh sát liều mạng với người ta đó chứ? Ây,
Minh Khê, mẹ, mẹ đến đúng lúc lắm. Mẹ trông cha, không được đi đâu nha. Con đi đâu vậy? Con đi tìm anh trai. Tiểu sở trưởng, cậu đứng xa ra một chút, cản sáng rồi. Tôi tìm anh có chuyện. Bây giờ cậu là binh nhì, có chuyện gì thì tìm đội trưởng Phùng Thiết Đầu của cậu, không được vượt cấp, biết chưa? E rằng chuyện này Phùng Thiết Đầu cũng không quản nổi. Nói đi, chuyện gì? Thuộc hạ cho rằng vụ án Đông Phương Tịnh Kỳ mưu hại Đỗ Viễn Sơn là án quan, xin sở trưởng đèn trời soi xét giải quan cho Đông Phương Tịnh Kỳ. Cô ta là do Đỗ Minh Giang đích thân tố cáo, thời gian địa điểm gây án hoàn toàn trùng khớp. Quan cái gì mà quan chứ? Là Đỗ Minh Giang đổ quan cho cô ấy. Tôi không tin Tịnh Kỳ có thể làm ra những chuyện hại người. Cậu không tin thì có tác dụng gì? Sao? Muốn lật trời hả? Trời này hôm nay tôi phải lật. Tôi không thể dương mắt đứng nhìn họ đổ quan cho Đông Phương Tịnh Kỳ được. 3 ngày sau, Đông Phương Tịnh Kỳ bị chém đầu thị chúng. Anh vẫn còn thời gian 2 ngày. Đi đi, tôi xem cậu lật thế nào. Tiểu Kim Thủy, vụ án lớn thế này, anh không báo cáo lên cấp trên? Không ngờ anh dám luận tội bừa bãi, coi mạng người như cỏ rác. Anh không sợ trời đánh sao? Tôi đã điều tra rõ vụ án rồi, báo sở tỉnh gì chứ? Hơn nữa cậu đừng lấy sở tỉnh ra mà dọa tôi. Đông Phương Tịnh Kỳ cho dù quan hơn thị màu, tôi cũng trảm không tha. Anh đừng tưởng tôi không biết. Chẳng phải vì Đông Phương Tịnh Kỳ không đồng ý làm vợ của anh sao? Đây là anh lấy việc công trả thù riêng. Cậu đoán đúng rồi, chính là nguyên nhân này. Vậy thì sao? Được, anh đợi đó. Anh ăn hối lộ làm trái pháp luật, mưu cầu lợi riêng, tôi lên tỉnh kiện anh. Tôi xem anh có làm sở trưởng được nữa không. Ranh con, người tiếp theo chính là cậu. Anh hai, chẳng phải em đang trông cha sao? Sao lại chạy ra đây? Mẹ trông rồi, bây giờ em canh chừng anh. Anh muốn làm gì? Không phải anh muốn gây sự đó chứ? Không phải anh đến gây sự, anh đến phải trái chứ họ. Nói phải trái, vậy anh mang theo cái này làm gì? Đỗ Minh Hải, anh có biết Tịnh Kỳ bị quan không? Cô ấy sắp bị chặt đầu rồi. Miệng lúc nào cũng muốn lấy cô ấy, nhưng bây giờ anh bảo vệ cô ấy thế nào hả? Anh hai, anh Trí Viễn, anh làm gì vậy? Kiện Tịnh Kỳ là anh cả em, không liên quan gì đến anh hai. Nếu không để tình, Tịnh Kỳ thích tên họ Đỗ đó, tôi tuyệt đối không tha cho anh ta. Lại là Tịnh Kỳ, em không biết rốt cuộc cô ấy tốt ở đâu mà hai người đàn ông tranh giành nhau. Anh Trí Viễn, con cả đứng thứ nhất à? Con bé này cũng được đó chứ. Vậy tuyên dương nó nha. Nói với nó, cha nó thưởng 10 đồng đại dương, bảo nó học hành chăm chỉ, không được kiêu ngạo. Được, lúc nào rảnh tôi sẽ về. Tiếu sở trưởng, hôm nay đến có chuyện xin anh. Tôi xin cạn trước. Có thể thả Đông Phương Tịnh Kỳ ra không? Đỗ Minh Hải, anh có phải điên rồi không? Cô ta là hung thủ giết cha anh. Bây giờ tôi bắt cô ấy cho anh, anh phải cảm ơn tôi chứ. Cô ấy bị quan, nếu anh nhìn rõ mọi việc, tôi chắc chắn sẽ tặng anh bức Hoành Phi.
Anh nói xem, anh xách cái của nợ này đến sở cảnh sát, chán sống rồi hả? Cầm lấy, đi cút ra ngoài đi. Anh có thả người không? Không thả. Tôi hỏi anh lần nữa, thả không? Lúc nhận xác, tìm một thợ may vá giỏi, vá đầu dưới thân của cô ta lại nha. Đứng dậy. Đứng dậy. Đứng dậy. Minh Hải, tôi nói lý với anh nè. Chuyện của Tịnh Kỳ, tôi nhất định sẽ chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không. Nhưng anh làm thế này, đừng nói cô ta có tội, cho dù vô tội cũng bị anh liên lụy, đúng không? Sao? Rượu anh cũng mang đến rồi, chúng ta cùng uống một ly, vừa uống vừa nói, được chứ? Đi. Đỗ Minh Hải, bỏ súng xuống. Bảo họ bỏ súng xuống. Đông thế này, anh chạy thoát không? Hạ xuống. Mọi người hạ súng xuống. Hạ súng xuống. Bắt sống. Đừng qua đây. Tiếu Kim Thủy, hôm nay anh không thả Tịnh Kỳ, tôi không tha cho anh đâu. Đánh. Đánh hắn đi. Trưởng quan, cho hỏi, anh có thấy anh trai tôi không? Anh trai cô? Ai? Chính là Đỗ Minh Hải. Đỗ Minh Hải là anh trai cô. Hắn giết người rồi. Lão gia, ông mở mắt ra nhìn đi. Bây giờ ông thế này rồi, Minh Hải lại bị người ta cho ngồi tù rồi. Ông nói tôi và Minh Khê sống làm sao đây? Không còn chỗ dựa rồi. Bà hai, bà cả mời bà đến phòng khách. Có chuyện gì? Lão gia không thể ở đây một mình được. Bà hai, bà yên tâm, để tôi trông lão gia. Bà cả nói rồi, có chuyện quan trọng cần tuyên bố, bảo hai người mau đến đó. Vất vả rồi, vất vả rồi. Mẹ hai, mời mẹ ngồi. Nếu mọi người đã đến đủ, hai đại liên tôi là bà cả của Đỗ gia, hôm nay có chuyện quan trọng cần phải thông báo. Lão gia chúng tôi hôn mê không tỉnh, con trai chúng tôi là Đỗ Minh Hải lại ngồi tù rồi. Bà cả là tôi, không thể không ra mặt quản sự. Hơn nữa, hôm nay tôi muốn tuyên đọc di chúc của lão gia.